Chào các bạn, hôm nay mình làm một đôi bông tai khá là đơn giản. Clip chỉ mang tính giải trí, có gì hơi rườm rà các bạn bỏ qua cho. Mời các bạn xem clip. Mình bắt đầu bằng việc nấu bạc vụn, vì ở nhà chưa có bạc đã kéo sẵn thành dạng sợi. Nếu nấu với một lượng nhỏ, với điện thoại ga sinh hoạt mini là đủ. Khi bạc đã tan chảy hoàn toàn, chúng ta sẽ chuẩn bị rót vào trong cái khuôn. Chúng tôi phải lưu ý là khi rót bạc vào phải nóng thì bạc nó sẽ chảy xuống đều và nó không bị đông lại quá nhanh. Chúng ta sẽ được một thỏi bạc như thế này. Và tiếp theo là mình sẽ cán nó, càng cán cho nó càng nhỏ ra. Và khi cái tay quay cán của mình nó nặng, mình sẽ thổi lửa vào cho bạc mềm ra và cán từ từ tiếp. Cứ cấn tay là lại thổi bạc cho đến khi mình được xuống cái kích cỡ bạc mà mình mong muốn. Tiếp theo mình sẽ mài một viên than để tạo ra một cái khuôn để nó chảy bạc thành cái dạng viên bi đồng cái kích cỡ với nhau. Than này là than hoạt tính, đốt nó không thể nào cháy tàn được, nó cứ sẽ như vậy mãi. Để được hai viên bạc đồng kích cỡ với nhau, mình sẽ cắt những đoạn bạc bằng nhau. Kẹp nó lại cho nó gọn, dễ tụ lại khi nó chảy. Bây giờ là mình sẽ nấu từng đoạn một. Phần này âm thanh ở ngoài kia nó hơi ồn cho nên là mình tạm xóa cái âm thanh chỗ cái đoạn này đi. Mong các bạn thông cảm. Vậy là chúng ta sẽ có được hai viên bạc đồng kích cỡ với nhau và khá là giống nhau. Có hơi xê xích một chút nhưng mà cũng không đáng kể. Tiếp theo mình sẽ làm hai cái chân bạc để hàn vào viên bi đó. Ở đây mình làm hơi cầu kỳ một chút, người ta thường chỉ cần hàn trực tiếp cái thanh này vào trong cái viên bạc là xong. Nhưng mình sẽ hơ lửa nóng cho nó chảy tụ tròn được đầu bạc như các bạn đang thấy ở trong clip. Hai chân bông tai này mình đã kéo xuống còn đường kính 1 mm. Sau đó mình có một cái đe nó đã khoan sẵn những cái lỗ với những đường kính khác nhau. Mình cho chân bạc vào cái lỗ đúng đường kính 1 mm và dùng búa tán cho nó mỏng ra. Sau đó dùng một cái đục dạng mà trụ tròn tạo cái độ lõm để vừa với cái viên bi mà mình cần hàn vào. Để cái phần chân đế này nó tròn đều như nhau, mình sẽ gắn nó vào một cái tay máy mài. Sau đó dùng giũa mài sơ qua một chút.
Mình lấy viên bi mình ướm thử xem nó có vừa và đẹp chưa thì ok. Tiếp theo là mình sẽ hàn hai chi tiết này lại với nhau. Cho nó một chút hàn the đã xay nhuyễn với nước. Mình cắt sẵn vài miếng vảy hàn nhỏ vừa đủ cho cái chỗ hàn này. Vì chi tiết hàn của mình tương đối nhỏ cho nên không cần lửa phải quá mạnh. Lửa mà quá mạnh thì có khả năng nó chảy hết tất cả. Các bạn thông cảm, ở dưới đường đang có đám ma cho nên là clip mình đó hơi bị sinh động với âm thanh tí. Khi hàng mình quan sát thấy kim loại đã chảy ra, nó nhập hai cái chi tiết lại là coi như đã hàng xong. Tiếp theo mình làm hai cái khóa cài bông tai. Ở đây là mình dùng một miếng bạc mỏng đã cán ra, độ dày khoảng tầm 5 cm. Khoan lỗ giữa tâm, đường kính cũng là 1 mm bằng với cái chân bông tai khi nãy. Miếng bạc này khá là mỏng cho nên mềm, chỉ cần dùng kéo mình cắt là được, không cần phải cưa lỏng làm gì. Mình sẽ vuốt sơ lại các cạnh cho nó không có bị bén. Bây giờ mình dùng một cái đục bi tròn gõ lõm ngay giữa tâm. Cái phần lõm này sẽ là cái phần tiếp xúc với cái tai của mình. Tác dụng của cái phần lõm này là khi các bạn đeo vào thì nó sẽ dễ hơn. Cái chân bông tai nó sẽ đâm thẳng vào trong đó. Sau khi đục lõm xong cả hai cái khóa tai thì mình sẽ dùng cái kềm mình uốn tròn hai cái cạnh vào. Hai cái phần uốn tròn này nó giống như một cái khóa, nó sẽ ép vào cái chân bông tai giữ cho cái bông tai nó không bị rơi ra. Chi tiết này khá nhỏ cho nên mình dùng một cái đầu kẹp kẹp nó lại để dễ đánh bóng hơn. Tương tự như hai cái khóa, mình cũng sẽ dùng cái tay mài hết các cái cành sắt để nó không gây đau tay khi mình đeo. Như vậy là gần như hoàn thành cái đôi bông tai rồi. Phần đuôi bông tai mình sẽ tạo ra một cái khất nhỏ để cái khóa bông tai được giữ lại tại đó. Và khi mình đeo vào, bông tai nó cũng sẽ được cố định tại cái vị trí đó. Cái khoảng cách từ viên bi cho tới cái khóa bông tai là bằng với cái phần tai của phần giá tai của bạn nó dày bao nhiêu. Như vậy là mình đã xong một đôi bông tai đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.